được biết đến như là những khó khăn lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận. Thế nhưng, với tư duy biến khó khăn trở thành lợi thế, các cấp ngành chức năng ở đây đã quyết tâm thực hiện chiến lược xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, tận dụng tối đa lợi thế của những nông sản được gieo trồng tại nơi có nhiều giờ nắng nhất của cả nước. Nắng gió vẫn khắc nghiệt, thế nhưng ở Ninh Thuận hôm nay đã có doanh nghiệp tiên phong đầu tư sản xuất nông sản đặc thù, để rồi màu xanh mướt của cây trồng đã thay thế dần hình ảnh khô khát của những vùng đất một thời gạt bỏ. Đây là khu vực đây là trồng dưa lưới. Bên đây thì khi mà farm mình lên đây thì cái khu vực này á là mình năm 2019 là thuê một phần mua của bà con nông dân ở đây để mở cái farm. Đầu tiên là mình làm chủ yếu là nha đam. Cái khu vực nào xấu thì bắt đầu mình sẽ trồng thêm vô cái dưa lưới. Bây giờ là chúng ta đang là chuẩn bị cho cái vụ mà Tết sắp tới. Thì nguyên cái khu vực ở đây thì chúng ta đang có là 42 nhà. 42 nhà như vậy. Thì cứ thường là một tuần thì farm sẽ xuất ra là 4 nhà. Để mình thay liên tục, luân phiên liên tục. Ở đây thì mình đang trồng hai loại, một loại là Huỳnh Long với loại là TL3. Huỳnh Long thì nó lại cái số ngày nó lại dài hơn so với cái thằng TL3, khoảng 5 tới 10 ngày. Cây dưa lưới này thì nó chịu khí hậu như thế nào anh? Nắng nóng. Nhưng mà cũng không nắng quá. Ví dụ như nó thì là tầm 35 tới 40 độ thì cái nhiệt độ ổn định của nó. Cái khác biệt ở cái Ninh Thuận của mình đó là cái chênh lệch nhiệt độ. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm á nó cao so với các cái nơi khác. Cho nên tất cả các cái sản phẩm rau củ quả gì á mà sản xuất ở trên cái vùng đất nắng gió này á thì đặc biệt nó sẽ có những cái hương, để có những cái độ ngọt, có những cái đặc sắc khác hẳn so với lại cũng cùng loại này nhưng mà chúng ta trồng ở khu vực khác. Mọi người làm như thế nào mà khắc được cái chữ này lên đây anh? Cái này mà khi dưa mà chuẩn bị ra lưới đó, thì các anh chị em công nhân sẽ cầm dao cạo khắc thành cái chữ này. Đó, để khi mà nó lên vân lên đấy đó, thì nó sẽ thành giống như là cái sẹo vậy đó. Cái thì này nó là sẽ thể hiện ra cái chữ. Đúng rồi em. Dưa lưới được trồng trong nhà màng, tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn giống, theo dõi quá trình sinh trưởng, nước tưới cho đến khi thu hoạch. Những thử thách tưởng chừng khó có thể vượt qua của trang trại này lại được chính những kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi gánh vác. Ít ai dám nghĩ rằng canh tác nông nghiệp dưới điều kiện khí hậu khắc nghiệt sẽ được những kỹ sư ở những nơi như tỉnh Lâm Đồng lựa chọn. Nhưng với chị Nguyễn Thị Quyên, đây mới là môi trường để chị có thể làm nên những câu chuyện đặc biệt từ chính ngành nghề mà mình được đào tạo. Ở đây thì cái nắng nó phù hợp và nó tạo cái độ ngọt cho cây dưa lưới rất là thích hợp với nó. Thì mảnh đất này nó tạo ra những cái trái cực kỳ ngọt và cái hương vị của nó đặc biệt so với những chỗ khác. Cái mong muốn lớn nhất của em khi mà làm cái công việc này thì muốn tạo ra những cái giống mà đặc biệt và thơm ngon nhất, nó mang cái hương vị đặc trưng của Ninh Thuận để đưa ra cho tất cả mọi người
không những ở Việt Nam mà còn đưa ra toàn cầu, thế giới, để mang cái hương vị đặc trưng nhất ở cái vùng đất này. Trang trại Nắng Gió có diện tích hơn 70 hectare và trồng dưa lưới chỉ là cách để trang trại này tận dụng những diện tích đất được cho là cằn cỗi nhất. Ở đây, người ta có thể bắt gặp nhiều loại cây trồng đặc hữu của Ninh Thuận. Tháng này thu được 2 lá nữa là bắt đầu là làm lại là ngon rồi. Bên cạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, trang trại Nắng và Gió chọn cho mình lối đi canh tác thuần tự nhiên để hướng tới những sản phẩm đạt tiêu chuẩn organic. Ở đây là vùng đất trước đây là rất là khô cằn và sỏi đá. Vùng đất ở đây có cái tên gọi là nắng như phan, gió như ren. Từ ngày công ty trở về đây thì nói chung là vùng đất này nó màu mỡ hơn. Từ ngày có công ty thì người dân ở đây cũng đỡ vất vả hơn, cũng có công ăn việc làm ổn định nhờ vào đồng lương công ty tạo ra cho người dân. Trồng giống dưới đây mà trồng không được. Kể từ năm 2016, khi công ty cổ phần Nắng và Gió đưa trang trại đi vào hoạt động, nhiều mô hình canh tác nông nghiệp sa mạc theo hướng hữu cơ đã được áp dụng một cách triệt để và dần mang lại hiệu quả bất ngờ. Ở đây chúng ta đang thấy là có một số chú cừu, là có nghĩa là thay cho người chúng ta đi làm cỏ. Thì đấy, thì thay vì người mình đi làm cỏ thì con cừu này nó sẽ ăn những cái lớp cỏ này và nó lại thải lại cái phân đó, thì phân đó lại bón cho cây luôn. Bây giờ con người chúng ta đang là giống như là muốn trở lại với thiên nhiên, ăn những cái sản phẩm sạch hơn, là nói không với lại sản phẩm bẩn. Thì từ trên cái yêu cầu với cái nhu cầu đấy thì làm ra những cái sản phẩm sạch để cung cấp tới tay người tiêu dùng, để làm sao mà họ ăn vô họ cảm thấy họ yên tâm cái nguồn gốc mà xuất xứ từ những cái sản phẩm từ trang trại. Chất lượng của dưa lưới, nho, táo, nha đam đã tạo nên thương hiệu đặc biệt của trang trại này. Và đó cũng là lý do để những người tâm huyết với nơi đây nghĩ đến một hướng đi mới thú vị, như tổ chức dịch vụ du lịch trải nghiệm cái ổi này thì từ chính những thứ hoàn toàn mà trang trại có được. Gì hết. Đúng rồi. Đặc trưng của cái vùng đất Nắng và Gió nó vậy. Nó không có được to như người ta đâu. Nhưng mà nó lại cô đọng lại những cái gì mà tinh túy. Năm trước thì các cái khu vực này là mình đã trồng hết rồi. Chỉ cách đây 4 năm, nơi này còn là một mảnh đất khô cằn vì nắng hạn. Ấy vậy mà giờ đây đã hiện hữu một trang trại với những loại trái cây kết tinh từ nắng và gió, như chính cái tên của mình, trang trại Nắng và Gió. Nắng gió tạo ra giá trị của những sản phẩm nông nghiệp sa mạc đặc thù. Và hành trình lựa chọn một vùng đất nắng gió để đầu tư đã thật sự mang đến quả ngọt. Một công ty thì làm theo cái hướng mà ví dụ như là mang thực phẩm hạnh phúc đến cho mọi nhà đó. Đó, cái triết lý của công ty nó là như vậy, là sản phẩm an toàn, khách hàng an tâm. Thì bắt đầu công ty mới phải chọn là những cái khu mà người ta chưa canh tác nhiều. Có nghĩa là đất sạch, đất đầu tiên là đất nó phải sạch, nó không có thuốc trừ sâu, không có thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi mà đã trồng thử nghiệm thu hoạch rồi đó, thì mình đánh giá, mình cảm thấy là cái khí hậu ở đây nó đặc biệt hơn là những cái chỗ khác, nắng và gió, cho nên thích hợp với lại những cái loại cây mà ăn trái mà nó có đôi cái độ vít. Thì công ty mới mạnh dạn là đầu tư thêm hệ thống nhà màng để trồng ra cái loại dưa lưới. Còn nho với táo á, thì cũng theo như cái bà con dòng đây nè, khi mà mình đi qua hàng xóm mà đi qua để đánh giá thử ăn đây thì chất lượng của nó thì cũng khác biệt so hơn
Vừa rồi thì bên mình cũng mạnh dạn đầu tư tầm 2 hectare trà là. Nắng gió cũng là một tiềm năng. Thì mình phải làm sao tìm hiểu những loại trái cây phù hợp với vùng khó khăn nhất để phát triển ra những, thay vì khó khăn thôi, mình sẽ tìm ra những cái trái cây phù hợp để phát triển cái tiềm năng cái loại giống cây đó. Đâu có ai mà tự nhiên người ta bỏ phố, người ta đi lên cái khu vực mà xa xôi gì đâu, không có điện, không có nước sạch. Hồi đó là giống như mình chỉ có lấy nước từ sông vô. Hiện tại thì bây giờ là khó khăn đó, đã được khắc phục hết. Điện kéo vô tới nơi, nước sạch kéo vô tới nơi, internet cũng kéo vô tới nơi. Chúng tôi rất là tự hào khi mà các cái sản phẩm sản xuất là từ nông trại đã được thị trường đánh giá rất là tốt. Đánh giá rất là tốt, tuy là chưa có nhiều, nhưng mà đây cũng là một cái khởi đầu để cho chúng tôi có được cái nền tảng để phát triển rộng ra cái mô hình này ra. Không còn là thử thách, nắng gió giờ là lợi thế được nhìn thấy cho những sản phẩm nông nghiệp sạch, cho một nền nông nghiệp tuần hoàn. Nhiều người tin rằng Ninh Thuận rồi cũng sẽ có thêm những nông sản nổi tiếng, được nhiều người biết đến từ chính thương hiệu Nắng và Gió.